sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live for love, you look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, we'll have it home. So beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngôi Cha Thánh trên trời. Rồi đi suốt con đường,
Tomorrow.
day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Tâm hồn quỳ đây dâng Chúa, cùng niềm ước mơ hai tâm hồn khấn ước yêu thương. Lạy Chúa tình yêu, con nguyện cầu tình thắm tương màu, hai mái đầu thề hứa yêu nhau, đắp xây tình luôn luôn chung chinh. Dù trời nắng mưa, hai con nguyện thề chung lối bước. Dù ngàn khổ đau, hai con nguyện sánh bước bên nhau. Lạy Chúa tình yêu, con cúi đầu xin Chúa chúc lành, hướng dẫn đường chỉ lối an bình, cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Ôi Chúa
Chúa yêu ơi, ngất ngây tình say. Ôi Chúa yêu ơi, đời hạnh phúc thay, được Chúa yêu thương trao ban tình yêu phút ban đầu. Nguyện hứa suốt đời yêu thương nàng câu hát kinh ca ngợi. Tâm hồn quỳ đây dâng Chúa, cùng niềm ước mơ hai tâm hồn khấn nước yêu thương. Cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Ôi Chúa yêu ơi, ngất say giường bao. Ôi Chúa yêu ơi, tình trời ngút cao, được Chúa yêu thương trao ban người yêu phút ban đầu. Nguyện hứa suốt đời yêu thương chàng dâng tiếng ca rộn ràng. Trời nắng mưa, hai con nguyện thề chung lối bước. Dù ngàn khổ đau, hai con nguyện sánh bước bên nhau. Lạy Chúa tình yêu, con cúi đầu xin Chúa chúc lành. Thương dẫn đường chỉ lối an bình, cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Lạy Chúa tình yêu, con cúi đầu xin Chúa chúc lành. Thương dẫn đường chỉ lối an bình, cho cuộc tình thắm tươi đẹp xinh. Khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng. Ngài nâng ly rượu chúc hôn. Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui. Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở
chờ trăng lên, nương tay vóng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hòa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình. Dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Thank you.
Kính thưa quý cụ kiêu bà và anh chị em, đặc biệt trong ngôi thánh đường của giáo họ Cống Bí của chúng ta, mới ngày hôm qua chúng ta cùng với anh chị em ca đoàn để mừng lễ kính Đức Giêsu Kitô vô vũ trụ bổn mạng quan thầy của anh chị em ca đoàn. Thật là niềm vui vẫn còn đọng lại nơi mỗi khuôn mặt của những người được tham dự thánh lễ ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm nay cũng có lẽ cũng còn được vui hơn, còn được ấm hơn khi ngôi giáo họ thánh đường của giáo họ chúng ta ngày hôm nay được đón tiếp tất cả rất là nhiều người và họ hàng gia đình đôi bên của anh Mikael Phạm Ánh Dương và chị Maria Bùi Hoài Nhi. Ngày hôm nay hay chỉ đến trước bàn thờ Chúa để công khai nói lên lời giao ước của mình trước mặt Thiên Chúa và trước sự dưỡng giám của mọi người thân thuộc, bạn bè thân hữu của hai anh chị trong ngôi thánh đường này. Ước chi tất cả những lời cầu nguyện, những thiện tâm, những lời thiện ý của mỗi người chúng ta để dâng lên cho hương ngang Thiên Chúa, để cầu nguyện cho hai anh chị luôn sống trung thành với sứ mạng của mình trong đời sống gia đình. Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai chị ngày hôm nay, tỏ bày trước tôn nhan Thiên Chúa và trước mặt mọi người, và chính Thiên Chúa niêm ấn cho tình yêu hôn nhân của hai chị. Ngày hôm nay hai chị cũng không quên để cầu nguyện cho Thiên Tổ, gia đình của hai bên, nhờ ân đức của các ngài mà anh chị mới được làm người, anh chị mới được làm con cái Chúa. Ước chi cuộc đời của anh chị luôn sống trọn sứ mạng ấy để đáp đền ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, của tổ tiên. Tất cả những tâm tình và những ý nguyện của chúng ta dâng lên tôn danh Thiên Chúa để cầu xin Chúa ban ơn cho anh chị cũng như cho mỗi người chúng ta. Để bước vào thánh lễ với tâm tình sám hối ăn năn, chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta. Lỗi tại tôi mời làm, vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh cả tuyên thần cả thành và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước hòa thiên Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Bây giờ, anh Tobias sẽ dạy
và nói với cô ta rằng: Này em, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và cầu xin của Chúa chúng ta, để Ngài phái cô ta cho chúng ta được an lành. Nàng trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và cầu xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Chúa của cha ông chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên Adam và Eve và cho ông làm người trọng tá đất nước. Từ hai ông bà mà sinh ra loài người. Chúa đã nói rằng: Con người ở một mình thì không tốt. Chúng ta hãy làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Giờ đây, không phải vì hát tê nhục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin rủ lòng thương xót con và nàng, xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ các huấn lệnh của Cha Thầy. Nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý mục tiêu và anh chị em, đặc biệt ngày hôm nay cũng có rất nhiều người cũng không cùng tôn giáo với chúng tôi, nhưng cũng vì tình thương mến đối với anh chị mà cũng hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay để cầu chúc cho hai anh chị trong lễ thành hôn ngày hôm nay trước mặt Chúa. Thưa cầu đoàn phổ độ, trong thánh lễ ngày hôm nay sẽ có một nghi thức rất là ý nghĩa. Đây là nghi thức diễn nghĩa mà anh Dương và chị Nhi sẽ hai người cùng trao nhẫn cho nhau. Tôi cũng mời gọi quý cụ Viêu bà và anh Chen chúng ta cùng nhìn lại về hình ảnh của chiếc nhẫn ấy để chúng ta suy nghĩ về tình yêu hôn nhân, tình yêu gia đình. Chiếc nhẫn là hình tròn, cũng là biểu trưng cho một lời hứa bất diệt, cho một tình yêu vô biên, cho một tình yêu bao la mà con người luôn luôn khát khao. Bởi vì trong cuộc sống của con người, ai ai cũng khát khao cho mình được hạnh phúc, mà cái hạnh phúc ấy là cái hạnh phúc trọn đời. Thế nhưng mà có được hạnh phúc ở nơi trần gian này mà lại không có hạnh phúc trong tâm hồn thì cái hạnh phúc ấy vẫn chưa phải là một hạnh phúc trọn đời. Cho nên con người khát khao cho mình đi tìm cái hạnh phúc là cái hạnh phúc cả ở nơi trần gian này và cả hạnh phúc ở nơi cuộc sống vô biên. Vì thế chúng ta có thể hiểu nôm na hạnh phúc ở nơi thể xác cũng như là hạnh phúc cả trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Ở cái món mà món áo út tượng trưng như là món gần với trái tim của con người. Bởi vì khi mà con người trao cho nhau ấy một cử chỉ rất là thân thương bằng những lời mà Dương và chị Nhi nói bằng chính lời của đáy lòng của mình, bằng chính trái tim của mình. Em Maria Bùi Hoài Nhi hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Cho nên cái hình ảnh của chiếc nhẫn ấy là hình tròn, là biểu trưng, là dấu chỉ của lòng trung thủy, của lòng trung tín mà anh Dương sẽ trao cho chị Nhi, cũng đắp lại để rồi chị Nhi trao cho anh Dương. Thánh lễ cưới người ta lại đeo ở ngón này, người ta lại không đeo ngón này. Nếu như người nào người ta chỉ nhìn ở trên bàn tay của người ấy, người ấy mà đeo ngón này chắc là cô ấy đã ván đã đóng thuyền rồi, thôi mình đừng có tới nữa. Thôi là anh ấy, nếu mà cô ấy có đeo ngón này thì mình vẫn có thể cơ hội còn có thể lạc mạng ở ngõ nhà cô ấy được, nhưng mà cô ấy đeo ngón này thì chắc là thôi rồi, cô ấy đã có chồng. Vì thế mà tôi vẫn chia sẻ với anh chị trong lớp giáo lý hôn nhân như rằng nếu như mà chưa có chồng thì đeo ngón này. Cho nên là mấy anh chị ở dưới bây giờ mới đến ngón tay xem mình có thể mình có chồng hay chưa, xem mình có vợ hay chưa, cũng như là bây giờ mai là lát nữa thôi chị Nhi chị đeo ngón này, rồi anh Dương anh cũng đeo ngón này, thế thôi rồi với cô này hết cửa rồi, ván lại đóng thuyền. Cho nên là chúng ta sẽ có thể thấy rằng à, thế thì người ta đeo ở cái ngón này để tự trưng cho hình ảnh mà gần với trái tim. Và đối với đây là một nghi lễ và trong truyền thống của giáo hội đã có từ rất là xa xưa, từ khoảng hơn 1.200 năm từ về trước rồi, và người ta lấy lại cái truyền thống ấy vào trong nghi lễ hôn phối. Nhưng mà tôi cũng mời gọi mọi người để mà nhìn vào chiếc nhẫn ấy, để mà chúng ta đi ra theo lời giáo huấn cũng như là suy nghĩ về lời mời gọi mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Cái hình ảnh của chiếc nhẫn ấy, nhưng mà chúng ta suy nghĩ trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình của mình, để anh chị cùng sống với chiếc nhẫn ấy, chứ không phải là hình ảnh của nghi thức mà anh chị trao nhẫn cho nhau ngày hôm nay. Nhưng mà bằng lời sống với chiếc nhẫn ấy trong suốt
cả cuộc đời của chính mình xem ra không dễ dàng một chút nào. Cho nên những thứ có thể là bằng một thứ kim loại hay là thứ kim cương rất là cao quý, rất là đẹp đẽ trong thánh lễ cưới ngày hôm nay, có thể là anh Dương hay chị Nhi phải đi tìm khắp cả thành phố Hải Phòng này để mà tìm cho chiếc nhẫn của mình ưng ý. Có thể trong thánh lễ ngày hôm nay anh trao cho em một chiếc nhẫn có thể bằng vàng hay có thể bằng kim cương, nhưng mà nó mới chỉ là cái giá trị nơi vật chất. Còn anh chị mà trao cho nhau cái chiếc nhẫn mà trong suốt cả cuộc đời của mình, nó mới là có giá trị cao cả. Cho nên cái chiếc nhẫn có thể đẹp, chiếc nhẫn có thể cao quý trong thánh lễ ngày hôm nay, nó chỉ là một phần dấu chỉ của sự tượng trưng của lòng trung thủy. Anh chị có nghe tiếng bài anh trao chiếc nhẫn cỏ cho em không? Hả? Hình như thì ca sĩ Ngọc Sơn có hát bài đó không? Anh về trao nhẫn cỏ cho em đúng không? Nên người ta đâu cần phải nhẫn kim cương đâu, người ta đâu cần phải nhẫn vàng đâu, người ta đâu cần phải nhẫn bạc đâu, mà cũng có thể là cái cọng cỏ gà ấy, người ta kết lại thành một cái nhẫn, cũng có thể là trao cho em, cũng có thể là trao cho anh. Thế nên cái chiếc nhẫn ấy nó không hề đạt ở giá trị vật chất, cái giá trị cao quý của nó, nhưng mà nó bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả con người ấy, người ta trao cho nhau. Và người ta có thể một chiếc nhẫn cỏ ấy mà người ta lại sống cái chiếc nhẫn suốt cả cuộc đời, thì tình yêu của họ luôn luôn là trung tín, tình yêu của họ luôn luôn là bền lâu, và tình yêu của họ luôn luôn là tràn đầy ơn thánh sủng như là ơn sủng của Thiên Chúa để chúc phúc cho tình yêu hôn nhân của họ. Cho nên hình ảnh mà hai anh chị sẽ diễn nghĩa trong nghi thức mà trao nhẫn, nó đẹp biểu trưng cho dấu chỉ của lòng trung thành. Cho nên cái chiếc nhẫn mà tôi mời gọi quý cụ quý ông bà và anh chị em cũng như tất cả mọi người để suy nghĩ về cái sự nhẫn nhục trong đời sống gia đình ngày hôm nay. Nếu như trong thánh lễ cưới ngày hôm nay tất cả mọi người ai cũng ăn mặc đẹp, ai cũng rất là vui, rồi trang trí hoa cũng rất là màu hồng để tượng trưng cho tình yêu hôn nhân, tình yêu gia đình của chúng ta sẽ mãi mãi đẹp như màu hồng ngày hôm nay. Cho nên tôi cũng phải chọn cái màu áo để cho đẹp một tí hôm nay, mà có thể mà bằng mỗi hôm nay tôi về lại phải giặt mất công lắm. Cho nên là thế, vì tình yêu hôn nhân, vì tình yêu gia đình, vì lời cầu chúc về ngày vui của hai chị ngày hôm nay, tất cả mọi người đều hướng đến cái điều tốt, tất cả mọi người đều hướng đến cái đẹp để chúc phúc cho tình yêu hôn nhân của anh Dương và chị Nhi trong thánh lễ ngày hôm nay. Những lời cầu nguyện để xin Chúa ban nhiều ân sủng thiêng liêng trên đời sống hôn nhân của anh chị, để anh chị luôn sống trung thành, sống nhẫn nhục trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Nếu như tình yêu hôn nhân mà chúng con tiến tới trong thánh lễ hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy tình yêu của chúng ta có thể hôm nay rất là đẹp, nhưng rồi mai mốt chúng ta về sống trong đời sống hôn nhân, đời sống vợ chồng, đâu có phải còn đẹp đẽ như thế đâu. Sao lúc trước mà anh Dương nói với em những lời ngọt ngào, anh yêu em, rồi anh lo lắng, anh chăm sóc cho em như là thiên thần, như là bồ câu nhỏ của anh, những lời mỹ miều mà anh Dương dành tặng cho chị Nhi rất là đẹp đẽ đấy, những lời mà ngày trước cho chúng ta còn yêu nhau, nhìn mọi thứ đều là đẹp đấy, sao bây giờ những lời nói hay, những lời nói đẹp anh để đâu hết cả rồi? Rồi trong cuộc sống phải đối diện với biết bao nhiêu là thử thách, với biết bao nhiêu là khó khăn, với biết bao nhiêu là trắc trở trong đường đời, nào phải lo cho gia đình, rồi tương lai phải lo cho con cái trong đời sống gia đình nữa, phải công ăn việc làm. Lúc ấy những lời mà anh đoan hứa với em khi trước mặt linh mục hay là trước mặt cộng đoàn bố mẹ hay bạn bè, anh hứa với em là anh yêu em lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, và để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời. Hôm nay em mới hát xì hơi một cái, bảo anh cạo gió cho em, ôi anh bận lắm, anh phải đi tiếp khác, anh phải lo công việc, nào những lời anh bảo anh yêu em suốt cả cuộc đời đâu rồi. Thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em, những lúc như ấy là chúng ta đang sống cái sự nhẫn nhục trong cuộc đời của mình. Để căn dạy mỗi người chúng ta luôn luôn phải sống sự nhẫn nhịn, luôn luôn phải sống sự tha thứ, luôn luôn phải sống sự hy sinh ấy trong suốt cả cuộc đời của chính mình. Có như thế thì chúng ta mới làm cho tình yêu hôn nhân, tình yêu gia đình của chúng ta mãi mãi được bền lâu, mãi mãi được hạnh phúc,
mãi mãi được chung thủy chứa nhau suốt cả cuộc đời. Cho nên chiếc nhẫn cũng nhắc gửi cho chúng ta về lòng trung tín của nhau. Nếu như con người trong ngày hôm nay, người ta quá là chú trọng về vật chất, người ta là quá là chú trọng về danh lợi, người ta quá là chú trọng về thực tại của con người nơi trần gian này. Thế nhưng mà những con người, nếu như mà người ta phải vô tình hay là kém may mắn, người ta sống trong sự nghèo khổ, người ta sống trong sự đói khát, phải chăng người ta không hạnh phúc? Thưa quý cụ yêu bà và anh chị em, cái hạnh phúc ấy nó không thể cài ở nơi giá trị, thực tại, vật chất, ở nơi cuộc sống trần gian này. Phải chăng mà cha ông của chúng ta cũng đã đúc kết ra rằng nếu như con người ấy không chỉ hề tài ở nơi hạnh phúc của mình nơi trần gian này, nơi vật chất, nơi giàu sang, nơi phú quý, mà bằng trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả sự yêu thương của chúng ta trong cuộc đời, có ăn thiếp ở cùng chàng, không ăn thiếp tách cơ hàng thì thiếp lùi. Cho nên không phải là chỉ những người giàu có, không phải là chỉ những người giàu sang cao quý mới là những người có hạnh phúc. Còn những người đơn hèn, những người mạt hèn, những người đói khổ trong cuộc sống ngày hôm nay là không có hạnh phúc. Thưa quý cụ yêu bà và anh chị em, nếu như mà chúng ta nhìn vào trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình của mình ấy, không hề tài ở giá trị vật chất, có ai gặp vợ chuyện của chí mèo không? Chí mèo thì nở cũng mơ ước cho mình một tình yêu, một mái nhà tranh, một túp lều tranh ấy, và hai trái tim vàng. Và có lẽ tôi vẫn khi dạy chia sẻ giáo lý cho với anh chị và đối với lại hai cái em kia mà cùng chăn quên mất tên rồi gì nhỉ, Quyết với lại Hồng, đúng rồi, cha dạy từ lớp giáo lý hôn nhân của hai anh chị ấy, bảo là nếu như mà so sánh ấy, cái người đàn ông mà xấu nhất ở trên trần gian ấy, phải nói rằng anh chàng Yuzu trong tác phẩm của thần bù nhà thờ Đức Bà Paris. Thế nhưng mà anh chàng ấy cũng lại được một cô nàng yêu rất là tha thiết, yêu đến nỗi mà yêu nhau mà biết anh chàng ấy xấu như thế, xấu vô cùng như vậy, mà cô nàng rất là đẹp và yêu tha thiết, yêu đắm đuối, yêu say mê như vậy. Thế rồi nếu như mà so sánh một người phụ nữ xấu nhất trần gian này thì người ta phải nói đến thì nở ở Việt Nam chúng ta, đúng không? Thế nhưng mà vẫn có được một anh chàng chí phèo yêu say mê, say mê mẩn. Với chỉ một bát cháo hành của thị nở thôi mà anh chàng yêu say mê, say đắm như vậy, họ có hạnh phúc không? Họ có hướng đến tình yêu thực sự của họ không? Đâu phải là họ là người sống nhất trần gian, đâu phải họ là người nghèo khổ nhất trần gian mà họ cũng có hạnh phúc đâu. Ai cũng có quyền mơ đến hạnh phúc, ai cũng có quyền để giữ gìn cái hạnh phúc trong đời sống gia đình của mình. Nhưng mà cái sự nhẫn nhịn, cái sự hy sinh cho nhau bằng trái tim của mình, đó mới là hạnh phúc thực sự. Cho nên nó không hề tài ở nơi giá trị vật chất của chúng ta. Cho nên tình yêu hôn nhân, tình yêu gia đình, nó phải là phản ánh cái lòng trung thủy, phản ánh cái lòng trung tín của nhau trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Vì thế mà cái lời anh chị cam kết ở trong thánh lễ cưới ngày hôm nay phải là cái lời anh chị sống suốt cả cuộc đời, như lời Dương và Nhi rất giao ước với nhau trong đời sống hôn nhân, đời sống gia đình, và cái lời cam kết của anh chị trước mặt Thiên Chúa yêu thương nhau cả những lúc thịnh vượng, cả những lúc gian nan, cả những lúc mạnh khỏe và cả những lúc đau yếu. Có như thế thì hai chị luôn luôn là thắng kích với nhau, cả hai chị luôn 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 là nâng đỡ cho nhau để cùng bổ trợ cho nhau. Người nam sẽ bổ trợ cho người nữ, người nữ sẽ bổ trợ cho người nam. Tình yêu luôn luôn là thánh hóa lẫn nhau, tình yêu luôn luôn là giúp nhau để nên thánh. Vì thế mà không bao giờ được chia ly, vì thế không bao giờ được tách rời, khi chính Thiên Chúa để niêm ấn cho tình yêu hôn nhân, tình yêu gia đình của anh chị, và Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng con mãi mãi được bền lâu, mãi mãi được chung thủy như là quá với chiều mà câu ca dao Việt Nam của chúng ta cũng đã gửi gắp cho chúng ta. Dầu mà trời đất phân chia đôi đa như quá với chiều được rơi, ước chi tình yêu hôn nhân của Dương và Nhi ngày hôm nay cũng mãi mãi bền lâu, cũng mãi mãi là gắn chặt như là quá với chiều đừng có bao giờ rơi. Nhưng mà Chúa chúc phúc và Chúa nối kết, Chúa ban ơn sủng cho tình yêu của các con mãi mãi được chung thủy, mãi mãi được bền lâu. Đòi hỏi mỗi người chúng con phải là sống để hy sinh cho nhau, đòi hỏi mỗi người chúng con phải sống nhẫn nhục để nhường nhịn, để tha thứ cũng như để nâng đỡ cho nhau. Xin Chúa chúc lành cho tình yêu phục vụ của chúng con và cho mỗi người chúng ta.
Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên và của hội thánh và cộng hòa. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh để những mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Trong một công đoàn chúng ta cùng đứng để cầu nguyện cho đôi thầy. Anh Michael Phạm Ánh Dương và chị Maria Bùi Hoài Nhi, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha, thưa con. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau mà nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Michael Phạm Ánh Dương, chị Nam Hà Mia, chị Maria Bùi Hoài Nhi là vợ của anh và hứa sẽ làm chung thủy với em khi bị vợ cũng như trong lúc gian nan, mạnh khỏe cũng đau yếu để tôn trọng, yêu thương và tôn trọng em và ngày sự tế em. Em là Maria Bùi Hoài Nhi, nhận anh Michael Phạm Ánh Dương làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi bị vợ cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu và hứa sẽ giữ lòng để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày trong suốt cuộc đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào tha chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Mời các con trao nhẫn cho nhau. Em Maria Bùi Hoài Nhi xin nhận những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh cũng như cha và em của mình. Anh Michael và Ánh Dương xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em như anh cha và con và thành thần hai bên. Thưa cộng đoàn, qua lời giao ước mà anh Dương và chị Nhi đã tỏ bày trước mặt Thiên Chúa và trước mặt cộng đoàn và qua nghi thức diễn nghĩa mà hai chị vừa trao nhẫn cho nhau như lời tôi chia sẻ trong bài giảng cũng như bài để nâng đỡ cũng như để chia sẻ niềm vui của hai chị. Hai chị đã chính thức thành vợ thành chồng trước mặt Thiên Chúa để tỏ lòng vui mừng. Cộng đoàn chúng ta cùng đồng một tràng pháo tay để chúc. Và giờ đây cũng là một nghi thức diễn nghĩa. Hai chị ngay từ giờ phút này không còn là hai, mà hai chị sẽ trở nên một trong đời sống thân xác, nên một trong đời sống vợ chồng. Qua nghi thức thắp nến, hai chị tượng trưng là hai ngọn nến khác nhau. Từ ánh lửa mà anh chị lấy từ ngọn nến phục sinh, hai chị sẽ nên một và Thiên Chúa luôn luôn hiện diện giữa tình yêu hôn nhân của chúng con để chúc phúc cho tình yêu của chúng con, để luôn luôn cuộc đời của chúng con luôn tỏa chiếu ánh sáng tin mừng của Chúa. Cộng đoàn chúng ta cùng xuất sáng để cầu nguyện cho đôi tân hôn trong
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo xứ. Chúa Giêsu thánh thể trong ngày thành hôn của anh Michael và Thánh Dương và chị Maria cùng Hoài Nhi, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đời ngược sự sống đời đời. Được và vinh quang đều quy về Chúa là cha toàn năng, trong sự nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá tất cả phân biệt là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được quên đi điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập nước khởi đầu này, được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lớn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ của Chúa là chị Maria Bùi Hoài Nhi được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng là anh Michael và Thánh Dương thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, được cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, Thầy Chúa ban tặng cho
cho những người vừa kết hợp với nhau nhờ bí tích hôn nhân được luôn luôn gắn bó cùng Chúa và biết loan truyền danh thánh cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin kính mời cha an toàn, kính mời cộng đoàn và quý khách an toàn. Tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho hai gia đình nên có lời cảm ơn cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Muôn đời con vẫn ngài, ngợi ca danh ngài. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an nữ thế cho người Chúa thương. Vâng, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Cất lên tiếng khóc chào đời, cha thì cần tảo mẹ hồi mớm cơ. Bây giờ con đã lớn khôn, đầy đủ trí tuệ bước trên đường đời. Con xin cảm tạ mẹ giáng sinh con một đứa trời. Con xin cảm tạ Chúa trời ban cho gia đình con cuộc sống muôn đời tình yêu. Vâng, kính thưa cha, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa cộng đoàn. Trong niềm vui của giáo hội chúng con hôm nay cũng như gia đình con nói riêng và các con của con là niềm vinh dự, vui mừng và phấn khởi trong quá trình mấy chục năm nuôi con nuôi người và đến ngày hôm nay đã trở thành. Con cảm ơn cha, cảm ơn các vị khách quý, cảm ơn cộng đoàn. Một lời xin cầu nguyện cho con của chúng con luôn luôn yêu thương với nhau như cha đã chia sẻ với cộng đoàn. Một lần nữa, bây giờ nhà gái như nước biển mênh mông không đông đầy thì nhà trai như mây trời không phủ kín công cha. Hai gia đình chúng tôi hôm nay là một, hai con của chúng tôi hôm nay là một. Như Chúa Giêsu nói, Chúa thầy là cây nho, anh em là cành nho. Cành nho không bám vào cây nho thì các con không bao giờ sinh hoa trái. Chúa Giêsu dạy chúng ta là các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con. Vâng, chính vì thế hôm nay cha đã đến giáo hội cũng đến chúng con dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban ơn này cho con của chúng con và gia đình chúng con nói riêng và cộng đoàn dân Chúa đều nói chung. Còn lần nữa con cảm ơn cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn cộng đoàn. Chúng ta cũng là người là con cái của Chúa và ngày hôm nay con cái của biết mục tiêu và anh chị em, đặc biệt là những người thân trong gia đình đã đến trước bàn thờ Chúa để tuyên xưng điểm tin cũng như đón nhận nhau trong đời sống hôn nhân và giữa vợ chồng. Tôi xin chân thành cảm ơn vị đại diện cho gia đình đã có những tâm tình đối với tôi cũng như tất cả cộng đoàn. Chúng ta cùng một đồng một tràng có tay để cảm ơn. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, một lần nữa con xin thay mặt cho hai gia đình con, con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn ban cao đoàn, ơn các vị khách quý và toàn thể cộng đoàn. Xin thay mặt gia đình con xin cảm ơn tạ mời cha, kính mời cha và cũng như các vị khách quý cùng toàn thể cộng đoàn chung chia niềm vui sâu thánh lễ và gia đình chúng con chung chia niềm vui với gia đình chúng con. Lời cảm ơn thứ hai đó là tôi cũng phải thay lời cho cả cộng đoàn của giáo họ Hương Mỹ của ngày hôm nay đón rất là nhiều các vị khách quý từ khắp nơi, từ cả Hải Dương nữa. Cha thấy có cả Hải Dương hiện diện đây, cha có biết mấy người cao đoàn Hải Dương cũng hiện diện, còn anh chị em sinh viên công giáo của Hải Phòng cũng về đây để chung chia niềm vui, rồi những bạn đồng nghiệp của anh Dương cũng như chị Di cũng tham dự trong nhà mình là nhà thờ giáo họ của chúng ta để cử hành chứng kiến đến lễ hôn phối của anh chị. Chúng ta một lần chẳng tay để cảm ơn quý vị khách quý. Và lời hứa tôi cũng thay mặt cho cả cộng đoàn giáo họ cũng như giáo xứ chính tòa hay ban giáo cũng như anh chị em cao đoàn phải nói lời cảm ơn đối với hai anh chị, anh Dương và chị Nhi đây. Cũng là những người con của giáo họ của chúng ta nhưng mà cũng rất là hy sinh trong thời gian dù rất là bận rộn công việc học hành cũng như là công việc ở ngoài, nhưng mà anh chị vẫn luôn luôn hy sinh, đặc biệt cụ thể qua nhất là tham gia trong ca đoàn
phục vụ các thánh lễ, cũng như đặc biệt với chị Nhi cũng tham gia cùng với lời mời gọi của cha xứ để sẻ chia công việc cùng với cha cũng như là với ban hành giáo trong việc hướng dẫn dạy dỗ giáo lý cho các em thiếu nhi. Cái niềm vui đấy cũng như là công ơn đấy, ngày hôm nay tôi về đây để dự thánh lễ để thay lời cho tất cả quý cha cũng như là những người có liên hệ để cảm ơn chị đã hy sinh vất vả trong những thời gian qua để cùng với giáo họ cũng như ban hành giáo để xây dựng cho giáo họ của chúng ta ngày một thăng tiến. Chúng ta một tràng pháo tay để cảm ơn anh chị. Cảm ơn, tôi xin có một món quà cũng như anh chị em ca đoàn cũng có món quà để tặng hai con trong ngày hôm nay. Và tiếp theo là món quà của anh chị em ca đoàn giáo họ có. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lời lạc xong chúc anh chị em đi bình an. Ngày hôm nay tiếng hát bay cao cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em tình yêu của anh, cảm ơn em tình yêu của anh
một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau, bên nhau, cùng bao yêu thương nồng nàn. Dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Xin cho mai sau bên em tình này không rời. Hãy hứa sẽ mãi. Trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, vào mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mời mộng em muốn được cùng anh về vùng biên vắng. Mình sẽ xuân những ngày ngày như nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từng lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp anh trên phố em luôn ngỡ thân thờ như người ngủ mơ, chỉ một lần nhìn anh trong mắt anh đã cho em quên quên đi tất cả, em muốn được cùng anh về vùng biên vắng. Nhưng anh nhung nhìn về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, vào mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mời mộng em muốn được cùng anh về vùng biên vắng. Mình sẽ xuân những ngày ngày như nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từng lâu ôm ấp trong lòng hoài. Chúng tôi chỉ biết nói em những lời cảm ơn chân thành nhất từ đại diện gia đình cũng như là cô dâu chú rể gửi tới tất cả các quý vị. Và giờ phút này đây, ban tôi không để tất cả quý vị phải đợi lâu hơn nữa. Quý vị hãy hướng về phía khán đài hạnh phúc ngày hôm nay và cùng chứng kiến vẻ đẹp lộng lẫy của cô dâu chú rể trong ngày cưới hôm nay, và hãy cùng nổ những tràng pháo vỗ tay thật lớn, thật giòn giã để chúc mừng nhé. Xin mời cô dâu chú rể hãy bước lên lễ đài vinh quang hạnh phúc này. Hãy dành những tràng pháo vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhé. Hiện diện trên lễ đài hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là hai nhân vật quan trọng nhất của buổi tiệc cưới, chú rể Ánh Dương và cô dâu Hoài Nhi, cùng đại diện gia đình Hòa Nhà Trai. Cho phép Hoàng Ngọc xin được giới thiệu một chút. Thưa quý vị, đứng bên cạnh chú rể Ánh Dương, đó là người cha thân sinh ra chú rể đẹp trai Ánh Dương ngày hôm nay. Quý vị hãy dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng ạ. Và phía bên cô dâu Hoài Nhi rất là xinh đẹp, đó là người mẹ thân sinh ra chú rể. Một tràng tay thật lớn nữa để chúc mừng được không ạ? Lời đầu tiên cho phép MC Hoàng Ngọc cùng đại gia đình hạnh phúc chúng tôi trên sân khấu xin được gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, mỗi khi nhắc đến con người là chúng ta lại phải nhắc đến tình yêu. Vì tình yêu là một món quà cao quý nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Thay mặt cho cô dâu và chú rể, xin được chính thức tuyên bố lễ thành hôn cho chú rể Ánh Dương kết duyên cùng với cô dâu Hoài Nhi. Xin chính thức được bắt đầu! Cùng nổ những tràng pháo vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhau.
vợ chồng mặt nồng bền sâu. Và quý vị hãy dành những tràng pháo vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhau. Xin cảm ơn tất cả vị rất nhiều. Và ngay sau đây thì bạn rồi xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nhau tay trong tay uống ly rượu giao môi trong ngày cưới. Thưa quý vị, rượu giao môi thắm môi bên người yêu cô dâu chiếc áo xinh tươi. Một trao tay to lớn của tất cả vị để chúc mừng nhau. Rất là tuyệt vời, xin cảm ơn tất cả vị rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể cùng các bác hãy đi xuống đường bàn để chúc rượu. Cảm ơn tất cả vị khách quý đã dành những tình cảm nồng nhiệt nhất đối với gia đình cô dâu chú rể và đã bớt chút thời gian công việc của mình đến đây để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Ánh Dương và cô dâu Hoài Nhi trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời. Làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm say nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi chờ một không gian đổi mới. Quyền quý đẹp nụ cười vẫn vương vời và lâu đài mang tên tình ấm đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chẳng không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Bằng thơ tình ai, giọt mắt em xanh đến tận muôn đời. Người tình mình chưa nghe đường thôi, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Xin chúc cho đàn trai
đây, chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén à. Nè cô Sáu cũng ly ta rỗng rẽn. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết mà rầm rầm. Xin mời cô bác, ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang. Quê mình khang trang, tưng bừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sông pha, qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có mà la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ Sáu à, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này á, anh đám cưới cho con, sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi anh Sáu. Trời ơi tôi nói vô xỉn rồi không. Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi kết bà xui của anh nghe không. Anh nói gì kỳ cục vậy, không có được nha. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à. Sao mắc mới gì không được đụng. Bây tôi để ý rồi. Trời ơi anh này quá trời không. Thôi mình cứ uống xỉn đi không. Uống xỉn xong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi, tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời. Thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô Sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc thích như nhau. Hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám, tôi mời anh một chén không. Nè cô Sáu cũng ly ta rỗng rẽn không. Riêng ly này tôi chúc cháu tân làng, chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết có rần rần. Vô xin mời cô bác, ta cùng giải khát, cứ uống mừng xuân sang. Quê mình khang trang, tưng bừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À, cô nào mà ở quá, anh nào mà ở giá, năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha, qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ Sáu à, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. Sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sau
thầm trong mắt anh là ánh mắt của em, nhìn anh âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không anh ơi? Em ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoàng hôn thơ mộng màng, nơi rừng thông xanh địa đàng, nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi giữa mây trời, tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi rất hoang sơ. Đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn, dậy đi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt anh là ánh mắt của em, nhìn anh âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Chung sống suốt đời, phải không anh ơi? Em ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Thật nên thơ nơi hoàng hôn thơ mộng vàng, nơi rừng thông xanh địa đàng, nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi giữa mây trời, tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi rất hoang sơ. Và thất nên.